Yeah. Yes. Nam tô muối mình canh vừa đều cái tô, chú ý cái tô ngay cái mặt tô, đó, nam tô. Nam tô muối. Hai tô cá, hai tô muối, nam tô cá. Một. Hai. Cầu thật là đều càng tốt, cái công đoạn này rất là quan trọng. Các con cá phải được tiếp xúc với muối càng đều càng tốt. Rồi tiếp tục đem bỏ vào luôn. Tiếp tục như vậy luôn. Cứ như vậy, trong 10 ngày sau chúng ta gà vỉ, để từ 12 tới 18 tháng thì bắt đầu là mắm chín, chúng ta bắt đầu tiến hành lạc được. Dạ, xin kết thúc.